anh con đi đã. Có gì vậy? Anh tới đây chút, ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Chuyện kết hôn của chúng ta mà ông thường nhắc tới á. Chuyện đó là sao? Thôi được, coi như em thua anh. Chuyện mình sẽ kết hôn, ý em là có thể em sẽ suy nghĩ lại. Sao? Em nói em sẽ xem xét coi thái độ của anh như thế nào, rồi em sẽ đồng ý cưới anh. Chuyện lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Chân của tao còn xéo khi Nike của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không mày nào của tao không nào. Càng yêu nhau lâu, người ta càng hiểu nhau sâu. Càng hiểu...